mà thở. Để sẽ thở thở. Không sợ đâu. Đèn nó lạnh mà. Ăn khỏe thế. Đi chơi à mưa. Bố đi tao có hay thỏ bẹ. Con thật bố có thỏ bẹ à? Ừ. Hay thỏ con. Đó. Thỏ con đâu? Phải có thỏ con không? Ừ. Bố. Nó mẹ. Cái gì con? Mẹ. 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 Thỏ. Thỏ này, thỏ này, thỏ này. Ấy, thỏ đây. Đúng rồi. Mày muốn nhưng mà chồng mất nó đau mắt đúng không? Ừ. Mèo. Im. Bố soi mèo làm gì? Chút. Mèo à. Bố chú bảy con mèo làm cái gì? Mày bố chú nước chụp một kiểu ấy cho mẹ xem. Đây là con thỏ con, con thỏ anh, con thỏ chị đúng không? Ừ. Con đi vào mưa. Cái đội mũ à? Mũ mưa đấy này. Đấy, ông mèo ông ấy nghe đâu ông hỏi chúng em gì đấy. một con đèn nâu, một con nâu rồi đúng không? Ừ. Em bố có tỏ anh ăn khỏe thế này. Ôi bố là nó ăn khỏe này là con thỏ anh. Đây mới là con thỏ chị này. Ừ. Rồi con thỏ anh với con thỏ chị. Thế con nào làm anh, con nào làm chị? Ôi con nào ăn khỏe với là anh. Không. Ba nữa thôi. Nó phải làm gì đây ạ? Ba nữa thôi. Nữa. Nữa. Cái gì con? Nữa. Ừ. Đúng là thỏ thích là con rốt. Cà rốt. Cà rốt chứ không phải là con rốt. Ừ. Đúng là thỏ thích là cà rốt. Cà rốt. Cà rốt. Bắt bài. Bắt bài. Bắt bài. Chụp la pa, rớt xếp pa. Bắt đầu bài.
rồi. Ừ. Sao nó không uống nước à? Chưa khát. Bơi bối nhưng mà tối nào mưa thì tivi phải treo cái đây là xuống không có ướt có thỏ à? Ừ. Còn con kia hót rác lên kia. Dạ. Để lấy nó trả lời. Bố ơi. Bố ơi, năm hôm qua năm anh em trên một chiếc xe tăng. Năm ngón tay trên một giấc mơ.